Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trên YouTube, Hưng Tron, con trai bà Tân Vlog gây chú ý khi đăng tải clip nấu ăn cùng với người thân. Tuy nhiên, video nhanh chóng thu hút người xem với tiêu đề Tron, em gái, em trai ăn nồi cháo gà nguyên lòng và cái kết. Mở đầu vlog, chủ tài khoản Hương Tron cho biết sẽ thực hiện thử thách nấu nồi cháo siêu to khổng lồ, xuất hiện cùng con trai bà Tân Vlog, còn có hai nhân vật được cho là em trai và em gái của anh. Cả hai hào hứng khi nghe nam vlogger chia sẻ món ăn sắp hoàn thành. Tại đây thì Hương Tron nhanh chóng đuổi hai em đi và tiết lộ, hôm nay mình sẽ tron em trai và em gái mình, cái gì với nồi cháo này nhỉ? Hôm nay mình sẽ nấu một nồi cháo nguyên lông, nhà mình rất nhiều gà, mình sẽ bắt gà và cho cả con gà nguyên lông vào đây. Nghĩ đến em trai và em gái mình ăn nồi cháo gà nguyên lông này chắc buồn cười lắm. Sau đó thì nam vlogger gây sốc khi trực tiếp bắt gà và cho nguyên con vào nồi cháo đang sôi mà không hề sơ chế. Đồng thời con trai bà Tân Vlog còn gây sốc khi mời hai em đến ăn. Video trở nên cao trào khi cả hai hoảng hốt bỏ chạy khi phát hiện ra sự việc. Sau khi đăng tải, vlog nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả với gần 1 triệu lượt xem. Tuy nhiên Hương Tron cũng nhận về vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng vì nội dung độc hại. Trên mạng xã hội, hàng loạt người dùng bày tỏ bất bình trước hành động của nam vlogger. Mất vệ sinh, rất nhiều vi khuẩn, mình không thích ảnh hưởng chút nào. Cá nhân em thấy không hay, mất vệ sinh và phí phạm quá nạ. Nội dung tệ, không hiểu sao bạn này có thể nghĩ ra cách câu view trẻ tiền như vậy. Thật sự trước đó mình đã rất quý bà Tân Vlog và bạn, nhưng mà giờ đây thì không. Video này độc hại, mất vệ sinh, gây mất tiền cảm cho người xem quá. Chưa dừng lại ở đó, làn sóng chỉ trích còn dâng cao khi cư dân mạng cho rằng Hưng Tron đang lãng phí thức ăn, đặc biệt là ở giữa thời điểm dịch bệnh. Một người dùng chia sẻ, Tron hơi ngu nha, gà vi khuẩn, cháo thì biết bao nhiêu gạo mới đủ nồi cháo to như thế, phí quá, người ta không có mà ăn, đằng này đem đi tron. Một chủ khoản nêu ý kiến, người cần thì không có ăn, đừng phung phí vậy anh ơi, ngoài đường còn có nhiều người không có cháo gạo mà ăn nữa. Một người xem nhận xét, một người viết làm YouTube để câu view rồi để phí phạm công sức người trồng và gặt lúa. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất còn trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!